Xin chào chương trình giọng cổ online của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Văn Bưng. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương Cần Giuộc, Long An. Hôm nay tôi tham gia chương trình xin gửi đến hai câu giọng cổ được mang tên Bông Ô Môi của soạn giả Diễn Châu với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Minh Luận và nhạc sĩ Minh Nhật. Xin thay nhạc sĩ đàn giúp cho tôi bài Lý Môn Sáu và hai câu giọng cổ câu 1, câu 2. Xin cảm ơn rất nhiều.